8 biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh cuộc yêu. Làm bà xã lên mây chắc chắn là điều mà các soái ca đều muốn. Thứ nhất, ai cũng muốn người mình yêu được sướng. Thứ hai, đây cũng là cách để nam giới thể hiện sức mạnh bản lĩnh của mình trước người tình. Nhưng khi nào thì cô ấy đạt khoái cảm, biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh sẽ như thế nào là điều không phải Adam nào cũng biết. Thực ra, chuyện này cũng không có gì quá khó khăn, chỉ cần để ý một tí, tinh tế hơn một tí, bạn sẽ biết ngay người tình của mình đã thật sự lên nóc nhà hay chưa. Biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh phái mạnh nên biết rõ. Âm đạo co thắt liên tục. Khi nàng đạt khoái cảm tột đỉnh, các cơ của bộ phận âm đạo, nhất là cơ ở bên ngoài, sẽ có hiện tượng co thắt, giật giật mạnh mẽ và liên tục bóp chặt vào thằng nhỏ của bạn, làm bạn cũng sướng tê rồi chim. Hiện tượng này đều đặn diễn ra từ 3 đến 15 lần, trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giây. Có nhiều cô còn lâu hơn. Hãy tập trung cảm nhận, bạn sẽ thấy các cơ của cô bé bóp lại rồi thả ra thằng nhỏ của bạn. Nếu bạn thường xem phim cấp 3, nhất là những bộ phim của Nhật Bản, bạn sẽ thấy rõ hiện tượng này. Khi lên đỉnh, toàn bộ cơ thể của nàng sẽ co giật như là bị điện giật vậy. Trong đó vùng cơ hậu môn và âm đạo của nàng cũng không ngoại lệ. Đối với những phụ nữ co giật nhẹ thì không sao, còn có một vài trường hợp co giật nặng lại gây ra không ít hiểu lầm. Chị T kết hôn và trong đêm tân hôn đó cũng là lần đầu tiên chị làm chuyện ấy. Cả hai cùng hôn nhau rồi dạo đầu, rồi anh cũng quan hệ bằng miệng khiến chị vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Sau đó thì hai người bắt đầu giao ban, mọi chuyện cứ tưởng diễn ra suôn sẻ trong đêm tân hôn, nhưng không ngờ chị đang quan hệ giữa chừng thì chị T co giật đùng đùng, làm anh chồng cứ tưởng bị giật kinh phong mà sợ xanh cả mặt. Lát sau, khi cơn cực khoái qua đi thì anh mới biết là do chị lên đỉnh, sướng quá nên mới co giật, chứ không phải bị bệnh tật gì cả. Ánh mắt đê mê mờ ảo. Không chỉ phụ nữ mà nam giới chúng ta cũng vậy. Khi đoạt cực khái cảm giác rất sung sướng đê mê, cứ lần lần như trên mây vậy. Con người trong trạng thái này cứ như đi trên mây, ánh mắt cứ lờ đờ và rất là phê. Hơi thở nhanh. Khi mà sự lên đỉnh của phụ nữ sắp xảy ra, tim cô ấy sẽ đập mạnh hơn, vì khi này, những cơ quan trong cơ thể cũng như những cơ bắp bắt buộc phải được bơm nhiều oxy hơn để có thể duy trì hoạt động. Chính vì thế, nàng phải thở nhanh và mạnh hơn mới đáp ứng đủ nhu cầu oxy cơ thể đang cần. Khi mà bạn nhận biết được hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim loạn xạ của người tình thì chắc chắn nàng đang khoái lạc thực sự. Tuy nhiên, sau khi cô ấy lên tiên mà hơi thở vẫn bình thường thì có thể bạn bị lừa tình rồi đấy. Lấy chân kẹp người bạn. Bạn có để ý trong bộ phim 7X không? Khi người phụ nữ sung sướng, họ sẽ lấy hai chân kẹp lấy người bạn, tay thì cấu chặt vào mền gối hoặc ghì chặt đầu của bạn vào người cô ấy. Nhất là khi quan hệ bằng miệng, cô nàng đang ngồi, còn bạn thì quỳ phía dưới và liếm âm đạo của nàng. Bạn cứ canh ngay hoặc lè của nàng mà liếm tí nữa khi lên đỉnh. Một là cô ấy sẽ bắn hết cả dâm thỉ vào miệng bạn, còn hai họ sẽ lấy hai tay ôm đầu bạn và ép chặt miệng bạn vào trong âm đạo của họ. Họ muốn nói với bạn rằng, Anna, em đang rất sướng, anh hãy tăng mạnh cường độ lên chứ đừng giảm xuống nhé. Khi lên đỉnh, phụ nữ họ sẽ thường ưỡn ngực ra, nhấc bụng cao lên và cong lưng lại, mục đích nhằm làm căng các cơ để xuất tinh được mạnh hơn. Phụ nữ cũng xuất tinh đấy nhé. Khi này, máu tuần hoàn rất mạnh, khiến lượng máu đổ về ngực của nàng cũng rất nhiều, làm cho nó căng phồng và hồng hào hơn bình thường, nhìn thấy kích thích. Đồng thời khuôn mặt và hai vành tai của nàng cũng sẽ đỏ ửng lên, âm vật và hai đầu vú thì cương cứng ra. Biểu hiện của phụ nữ khi lên đỉnh, nó cũng giống như dương vật của bạn vậy. Khi bạn sắp xuất tinh, dương vật cũng sẽ cương cứng lên rất to, nhằm tạo ra áp lực để bắn tinh trùng ra ngoài thật nhanh và thật mạnh. Tiếng kêu rên của nàng. Trong suốt quá trình quan hệ, một số phụ nữ họ sẽ rên khe khẽ, làm bạn cũng ức không chịu nổi. Cô nào mà nằm im lấy gối che mặt không rên rỉ gì thì về nhà chơi với cô nam còn hơn. Nếu để ý kỹ thì khi sắp lên đỉnh, âm thanh rên rỉ của họ sẽ nhiều và mạnh hơn, vì lúc này các cơ trên cơ thể đang trong trạng thái co lại rồi căng ra,
điển hình là cơ âm đạo. Ở cuống họng cũng vậy, khi các cơ này co thắt sẽ vô tình tạo ra các âm thanh nghe rất sướng tai mà bạn sẽ khó có thể nào quên được. Có một vài phụ nữ khi lên đỉnh, họ còn nói tục, nói dầm như trong các bộ phim Mỹ, các cô gái thường ao xích. Cho nên, khi người phụ nữ của bạn có lỡ miệng văng tục, thì cũng đừng trách họ, vì lúc đó nhiều khi sướng quá không kiềm chế được, nên nói tục vậy thôi. Nàng khóc. Nghe có vẻ lạ, nhưng thực sự có một vài phụ nữ sau khi đọt cực khoái, họ lại khóc. Khóc không phải vì họ đau, mà vì họ quá sung sướng. Phụ nữ rất nhạy cảm, cũng giống như buồn vui, khi họ sướng quá, họ cũng sẽ khóc. Việc cần làm lúc này là hãy ôm chặt và trò chuyện với bạn tình để cảm nhận sự hạnh phúc sung sướng nhé. Cười khanh khách. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy rất nhiều phụ nữ có hiện tượng cười sảng khi lên đỉnh. Một ví dụ như của chị T ở Hà Nội. Vợ chồng chị sống trong một căn hộ cùng với ba mẹ chồng và em gái của chồng. Đã nhiều lần cả nhà giật mình vì cứ khoảng 1-2 giờ đêm lại nghe tiếng chị cười rất to. Ai trong nhà ai cũng tưởng chị có vấn đề hay là bị ma nhập nên vô cùng hoảng hốt. Nhưng thật sự họ không biết đó là lúc hai vợ chồng chị đang quan hệ. Ai làm chị sướng quá nên chị cười sảng lên rất to. Từ đó trở đi, khi ân ái, cứ mỗi lần chị sắp lên đỉnh, anh lại phải lấy tay bịt mồm chị lại, nếu không muốn sáng hôm sau bị bố mẹ than phiền. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Thói quen không ngừ khiến rất nhiều đàn ông mắc chứng tràn bão dưới không nghe. Hút thuốc lá nhiều. Một tạp chí khoa học của Anh đã nghiên cứu trên 65 người đàn ông tham gia chương trình bỏ thuốc lá 8 tuần và đo khả năng cương cứng của họ trước khi, trong khi và sau khi tham gia chương trình. Kết quả cho thấy 75% người tham gia có mức độ cương cứng lớn hơn, dễ bị kích thích hơn khi bỏ thuốc lá. Tương tự, một nghiên cứu năm 2014 của Đại học Sheffield đã phân tích mẫu tinh trùng của 1970 nam giới. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng chưa đến 4% trong 318 tinh trùng của người sử dụng cần sa có kích thước và hình dáng chuẩn. Tinh trùng kém phát triển, ít có khả năng thụ tinh trong trứng hơn. Ít luyện tập thể thao. Trong 932 người tham gia phỏng vấn, chỉ có 96 người tập luyện thể thao vào một thời gian nhất định, còn 68% hầu như không luyện tập. Đây chính là thủ phạm dẫn tới hiện tượng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt. Từ đó dẫn tới các chứng bệnh liên quan tới mạch máu não và béo phì ở nam giới, rối loạn dương cương ở nam giới. Stress, căng thẳng. Khi chúng ta bị stress, căng thẳng, mệt mỏi, áp lực về tâm lý, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone adrenaline hơn. Điều này có ảnh hưởng không tốt, do nó làm cho các mạch máu bị tắc nghẽn cục bộ, ảnh hưởng đến sự lưu thông máu bên trong cơ thể và máu lưu thông đến cõi nhỏ khiến cho quá trình cương cứng bị đình trệ hoặc diễn ra rất khó khăn. Ăn nhiều đồ ăn vặt. Thường xuyên ăn các loại đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh, ít dinh dưỡng như bim bim, khoai tây chiên, đồ rán sẽ khiến chức năng sinh lý của đàn ông suy giảm. Thay vào đó, hãy tập trung ăn những loại thực phẩm lành mạnh như ngũ cốc, rau, cá để đảm bảo sức khỏe và sinh lý. Xem nhiều TV. Theo một nghiên cứu năm 2010 của Đại học Rochester, những người đàn ông xem TV hơn 20 giờ mỗi tuần có lượng tinh trùng thấp hơn 44% so với những người hầu như không xem. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những đàn ông khỏe mạnh nhưng sống lười biếng được đo bằng thói quen xem truyền hình có chất lượng tinh trùng kém hơn do thiếu hoạt động thể lực. Ít làm chuyện ấy. Có một sự thật thú vị là cậu bé sẽ hỏng dần nếu bạn ít sử dụng. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học Hoa Kỳ cho thấy người ít quan hệ tình dục sẽ có nguy cơ rối loạn cương dương cao. Theo các nhà khoa học, số lần quan hệ hợp lý sẽ tốt cho cả cậu nhỏ và sức khỏe của bạn là 3 lần trên một tuần. Ngủ không đủ giấc. Một nghiên cứu của Đại học Chicago cho thấy đàn ông ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm trong một tuần hoặc lâu hơn
thì mức testosterone sẽ giảm đáng kể. Bên cạnh việc giảm ham muốn tình dục, ngủ ít cũng khiến khả năng sinh sản của bạn kém hiệu quả, xương và cơ bị suy yếu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, chỉ cần ăn đậu bắp là khỏi. Các bạn hãy lưu lại ngay để có sức khỏe tốt nhất. Ngừa ung thư vú. Một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được đăng trên chuyên san Biology Letter cho thấy chất lectin có trong đậu bắp tiêu diệt tới 72% tế bào ung thư vú. Các chuyên gia còn nói rằng lectin nhỡ hạt đậu bắp trì hoãn sự tăng trưởng của các tế bào ung thư vú tới 63%. Nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Ba Lan và Pháp đăng trên chuyên san Phytotherapy Research cho kết quả lectin trong đậu bắp có tác dụng tiêu diệt các tế bào u ác tính. Trong thời gian điều trị 48 giờ, lectin giúp ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư tới 75%. Giảm cân hiệu quả. Đậu bắp có chứa chất xơ giống như mướp nên có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Khi ăn đậu bắp, bạn sẽ giảm được nguy cơ ăn vặt, nhất là ăn vặt vào bữa tối. Do vậy, bạn sẽ không phải lo đến khả năng ăn quá calo cho phép. Tốt cho thận. Với tác dụng lợi tiểu, nếu ăn đậu bắp hàng ngày sẽ giúp cơ thể giải độc thận và giúp bạn giảm cân nhờ đào thải được một lượng nước dư thừa. Đây cũng là một vũ khí tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để loại bỏ tình trạng đầy hơi. Hỗ trợ khả năng sinh sản và sức khỏe khi mang thai. Hàm lượng folate trong đậu bắp cao là yếu tố đặc biệt quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi muốn bổ sung vào chế độ ăn uống trước khi thụ thai, vì nó làm giảm tỷ lệ dị tật ống thần kinh ở con. Tương tự như vậy, ăn nhiều folate trong thời kỳ giúp hỗ trợ một người mẹ và em bé khỏe mạnh. Giảm bệnh hen và ngừa bệnh táo bón. Các chuyên gia cho biết, ăn đậu bắp giảm nguy cơ lên cơn hen ở những người mắc bệnh hen suyễn. Hàm lượng chất xơ có trong đậu bắp kích thích nhu động ruột, qua đó ngừa táo bón. Tốt cho người bị tiểu đường. Đậu bắp còn hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì nó giữ ổn định lượng đường trong máu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cát Lâm và Đại học Cát Lâm Trung Quốc, ăn đậu bắp cải thiện chức năng thận ở bệnh nhân tiểu đường. Bên cạnh đó, các đặc tính kháng khuẩn của đậu bắp giúp các cơn ho và giảm đau họng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tàn phế vì viêm khớp thấp. Chủ quan trước các hiện tượng vặt vãnh như đau nhức, sưng tấy ở các đầu ngón tay, ngón chân có thể khiến bạn trở thành tàn phế. Hậu quả của chủ quan. Chị Trần Thị Lý, 45 tuổi ở 55/127 Trần Huy Liệu, Hà Nội, bị đau khớp ngón tay gần một tháng nay nên chị tích cực uống thuốc giảm đau, xoa dầu, bóp mạch gấu, nhưng các triệu chứng vẫn không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Đến khi thấy khó cử động, chị mới vào bệnh viện khám. Bác sĩ cho biết, chị đã bị viêm khớp ở giai đoạn muộn và nguy cơ tàn phế là rất cao vì xương đã bị ăn mòn. Còn anh Trần Văn Hùng ở Phủ Lý, Hà Nam đến bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội khi các ngón tay đã khó cử động, có cảm giác bị tê ở các đầu ngón tay, co duỗi khó khăn. Sau khi tiến hành các xét nghiệm chụp chiếu, bác sĩ kết luận phần sụn khớp xương tay của anh Hùng đã bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn tới tình trạng bị tê tay, khó cử động, không điều trị kịp thời, nguy cơ tàn phế là rất cao. Ở Việt Nam, có khoảng 700 đến 800 ca mắc bệnh viêm khớp thấp mỗi năm. Trong đó, 80% là nữ giới ở độ tuổi từ 30 trở lên. Sau 5 năm mắc bệnh, thì chỉ 40% bệnh nhân còn chức năng bình thường, 16% bị mất chức năng nghiêm trọng. Những người mắc bệnh trên 10 năm thì 40 đến 60% mất khả năng làm việc. Bác sĩ Hoàng Văn Dũng, khoa cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, viêm thấp khớp là bệnh không gây tử vong nhưng lại gây tàn phế rất cao, làm giảm sút khả năng lao động, gây áp lực tinh thần rất lớn lên người bệnh. Nguyên nhân là do quá trình ủ bệnh khá dài, các khớp ngoại biên bị màng dịch ăn mòn theo xu hướng tăng dần,
khiến các khớp xương bị tổn thương. Các khớp xương dần dần biến mất do quá trình oxy hóa màng dịch. Các khớp khó hoạt động, kèm theo cảm giác tê cứng, đau nhức. Các cơn đau thường diễn ra vào nửa đêm và gần sáng. Nhiều bệnh nhân thường chủ quan cho rằng đó là dấu hiệu bình thường của tuổi già, nên chỉ xoa bóp mặt gấu, cao hữu cốt hoặc uống thuốc giảm đau thông thường. Chính sự chủ quan của người bệnh khiến cho bệnh tình ngày càng nặng hơn, nguy cơ tàn phế tăng cao. Phát hiện sớm, cơ hội nhiều. Viêm khớp thấp là một bệnh khó điều trị và chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh, vì đây là quá trình lão hóa xương từ từ. Có nhiều giả thiết cho rằng bệnh này do virus, vi khuẩn. Người bệnh phần lớn là phụ nữ từ 30 trở lên. Nguy cơ tai biến của bệnh này là rất cao. Vì vậy, việc phát hiện bệnh sớm sẽ giúp cho quá trình điều trị dễ dàng, triệt để hơn. Bệnh viêm khớp cấp tính tiến triển và bộc lộ rõ triệu chứng vào những khi thời tiết giao mùa, đặc biệt là cuối thu đầu đông. Vì giai đoạn này, khí hậu trở nên lạnh giá, các cơn gió mùa đông bắc kéo về, khiến cho người mắc bệnh thường cảm thấy trong người đau nhức xương khớp, đầu các ngón tay tê mỏi như có kim châm, phần cổ tay, khớp gối, bàn chân, cột sống cổ thường đau khi thay đổi tư thế đột ngột, gặp khó khăn khi làm việc với tư thế cúi, ngồi lâu một chỗ. Ngoài ra, người bệnh còn có những triệu chứng khác như sốt cao về đêm, gần sáng, kèm theo chứng ho khan, người gầy suốt, mệt mỏi, thiếu máu. Nhiều người còn bị ảnh hưởng chức năng tim mạch, dẫn tới các triệu chứng như tim đập nhanh hơn bình thường hay hồi hộp, ra mồ hôi trộm, đêm ngủ thường lo lắng, giật mình. Đẩy lùi mầm họa. Hiện nay, nền y học vẫn chưa có phương pháp điều trị bệnh viêm khớp thấp một cách triệt để, mà chỉ có thể điều trị để cho bệnh không tăng lên, giảm đau, giảm các triệu chứng khó chịu, ngăn ngừa các biến dạng và giữ gìn các chức năng bình thường của khớp, cải thiện khả năng hoạt động bình thường cho bệnh nhân. Các thuốc có tác dụng ổn định bệnh như silopapomide, methotrexate, các loại thuốc giảm đau, nâng cao thể trạng, thường phải dùng trong thời gian dài, vì thế cần phải có sự điều chỉnh cho phù hợp, cần đặc biệt cẩn trọng và không nên lạm dụng các thuốc có corticoid, vì nó có thể gây ra nhiều tác dụng phụ như gây tổn thương gan, dạ dày, tá tràng, tăng huyết áp, suy thận. Người bệnh cũng nên phối hợp giữa việc dùng thuốc và luyện tập, châm cứu, xoa bóp để khớp được vận động linh hoạt, những bài vận động nhẹ nhàng với cường độ luyện tập vừa phải để tránh nguy cơ gây tổn thương khớp. Như đi bộ nhanh, yoga sẽ giúp tăng cường sức bền và độ dẻo dai. Với những bệnh nhân nặng nên có chế độ điều trị đặc biệt hoặc tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định phẫu thuật, đặc biệt với người cao tuổi, người có sức đề kháng kém vì có thể có biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, người bệnh nên tránh làm việc với các tư thế xấu làm ảnh hưởng tới khung xương giá đỡ. Tăng cường ăn hải sản để tăng cường omega 3, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giúp chống viêm, giảm đi các triệu chứng làm đau khớp. Các nhà khoa học đã chứng minh, nếu bệnh nhân ăn từ 2 đến 5 gram trên một ngày axit omega 3 sẽ giảm hẳn cảm giác đau nhức, đẩy lùi bệnh tật. Người bệnh cũng nên bổ sung thêm 1 đến 3 gram omega 6, có tác dụng ức chế sự sản sinh ra chất gây viêm. Omega 6 có nhiều trong thịt động vật và hầu hết các loại dầu thực vật. Các loại vitamin C, D, E cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại quá trình oxy hóa của cơ thể, nên đừng bao giờ quên hoa quả và rau xanh trong bữa cơm gia đình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lành. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình, đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu, cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma, thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tang, cùng âm với tang ma, tang tốc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu. Là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng. Vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình.
Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắc, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uốn tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Lá bàng chữa cảm sốt. Lá bàng là một loại cây thân gỗ lớn, sinh sống ở vùng nhiệt đới, thuộc họ trăm bầu. Lá bàng chữa cảm sốt. Lá bàng chứa một số flavonoid, chẳng hạn camphoron hay quercetin, cũng như các chất tannin như punicalin, punicalogin, các chất saponin và phytosterol. Do chứa nhiều hóa chất, nên lá và vỏ thân cây bàng còn được sử dụng trong nhiều nền y học cổ truyền khác nhau và một số mục đích như chữa cảm sốt, làm ra mồ hôi, chữa tê thấp và lì, trị ghẻ, trị sâu quản và sắc đậm, ngậm trị sâu răng. Ngoài ra có thể dùng búp tươi xào nóng để đắp và chườm nơi đau nhức. Đặc biệt, nhựa lá non trộn với dầu hạt bông và nấu chín là một thứ thuốc để chữa bệnh hủi. Hạt nấu chín uống dùng chữa đi cầu ra máu, riêng lá dùng ngòi không kể liều lượng. Chữa cảm sốt. Lấy 15g lá bàng rửa sạch, thái nhỏ, phơi khô rồi trộn với 10g kinh giới khô, 12g bạc hà khô, 10g vỏ quýt khô. Sau đó đem sắc lấy nước uống. Chỉ uống một lần khi nước còn nóng, sau đó đắp chăn kín cho ra mồ hôi. Chứng cảm sốt kèm theo nhức đầu. Lấy 15g lá bàng khô, 5g lá hắc hương, 10g vỏ quýt, 3 lát gừng tươi rồi sắc lấy nước uống. Mỗi ngày uống 2 lần trước khi ăn khoảng 15 phút và uống ngay khi nước còn nóng. Chữa viêm loét. Lấy lá non hoặc bánh tẻ. Lá càng non càng nhiều nhựa nên mới tốt. Không dùng lá già. Số lượng lá tùy vào vết thương nhiều hay ít. Ví dụ, trường hợp lở miệng do nhiệt thì mỗi lần chỉ cần một nắm to. Cho lá bàng vào nồi, đun sôi rồi để lửa nhỏ. Khoảng nửa giờ cho các chất trong lá bàng ra hết vào nước. Đợi chờ nước ấm thì ngâm hoặc dội vào vết thương. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Rợn người, chỉ cần ăn một miếng những món này tương đương với nuốt 6.000 con vi khuẩn vào bụng mình. Quá rợn người luôn khi biết những món ăn chỉ cần ăn một miếng
là nuốt hơn 6.000 con trùng vào trong miệng, thực sự ghê sợ. Trước đây, khi y học chưa phát triển, trong xã hội thường xuyên xuất hiện nhiều căn bệnh lạ, vốn dĩ là một người khỏe mạnh, đùng một cái bị đau đầu đến phát điên, thậm chí còn tử vong. Những dấu hiệu này là do bệnh từ miệng mà ra. Những người mắc bệnh thường ăn những đồ ăn chưa được làm sạch nên mới gây ra tình trạng như vậy. Có những món ăn chỉ cần ăn một miếng là đã có hàng trăm hàng nghìn con ký sinh trùng chui vào cơ thể. Nếu không kiểm tra kịp thời sẽ gây nên hậu quả vô cùng đáng sợ. Sau đây là 6 món ăn rất dễ ẩn chứa nhiều ký sinh trùng. Khi ăn chúng ta nên để ý cẩn thận. 1. Ốc bươu vàng. Ốc bươu vàng có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Đến nay, có một số nơi đã bán món ăn làm từ thịt ốc, nhưng trong món ăn khoái khẩu này lại chứa rất nhiều ký sinh trùng. Trong một con ốc có đến 3.000 đến 6.000 con ký sinh trùng. Mùa hè là mùa phát bệnh từ các con trùng này. Vì vậy, nếu chúng ta ăn ốc thì nhất định phải nấu thật chín rồi mới ăn. 2. Lương. Lương không chỉ là loài động vật có nguồn gốc từ thiên nhiên mà còn được con người nhân giống. Nhưng dù là thiên nhiên hay nhân giống thì khi để dưới kính hiển vi đều có thể thấy dấu vết của những con giun đầu gai. Khi những con giun này đi vào cơ thể, nó sẽ tác oai làm tổ trong cơ thể người giống như con ruồi không đầu. Cũng sẽ leo lên mắt khiến chúng ta bị mù mắt. Chúng sẽ chui lên não sẽ khiến con người bị mất mạng. Phương pháp tốt nhất để đối phó với chúng là nấu thật chín thịt để khiến những con giun này chết hẳn. 3. Tôm. Thật ra không chỉ có tôm mà những loại động vật giáp xác đều có thể ẩn trùng sán lá phổi. Nếu chúng ta chiên, rang, ướp đều không thể giết chết hết con trùng được. Vì vậy, khi ăn, chúng ta bắt buộc phải nấu chín toàn bộ. Hơn nữa, phải tách phần đầu bởi đó là bộ phận có nhiều ký sinh trùng ẩn náu nhất. 4. Thịt bò tái. Rất nhiều người chỉ thích ăn thịt bò chín khoảng 3 phần chứ không chín cả. Vì như vậy, ăn vào sẽ có cảm giác tươi ngon, nhưng theo đó sẽ có mùn vàng ký sinh trùng ẩn nấp bên trong. Nó có tên gọi là tinea, sắc dày trưởng thành thường có màu trắng sữa. Con dài nhất thậm chí dài 4-8 mét. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, nếu muốn ăn thịt bò tái thì tốt nhất nên để nó chín đến 8-9 phần. 5. Lẩu thịt dê. Những loài động vật thuộc động vật có vú và thuộc họ nhà chim thì đều có khả năng bị nhiễm ký sinh trùng. Mà nguồn lây nhiễm chủ yếu của con người đến từ các món thịt mà chúng ta ăn hàng ngày. Nếu khi ăn lẩu, thịt chưa được nấu chín sẽ có khả năng nhiễm khuẩn rất cao. 6. Hạt dẻ nước. Nguyên nhân là hạt dẻ nước thuộc loại sinh vật sống trong nước nên rất dễ có ký sinh trùng bên trong. Nếu không rửa sạch mà trực tiếp ăn thì ký sinh trùng sẽ trực tiếp chui vào cơ thể chúng ta. Do các loại ký sinh trùng này tập trung chủ yếu trên vỏ hạt dẻ nên khi nấu chúng ta nhất định phải làm sạch vỏ bên ngoài, sau đó dùng nước nóng để bóc vỏ. Tuyệt đối không được dùng răng để lột vỏ. Đọc xong bài này, bạn có cảm thấy ghê sợ không? Trong bữa cơm hàng ngày, chúng ta nhất định phải chú ý đến môi trường và chú ý đến việc làm sạch món ăn. Ngoài ra, còn phải ăn những món ăn đã được nấu chín hoàn toàn. Như vậy, mới giảm thiểu được tỷ lệ bị nhiễm khuẩn từ ký sinh trùng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bé bị suy thận nặng vì sai lầm hầu như 90% mẹ Việt mắc phải. Chứng kiến cảnh con nằm trên giường với chiếc bụng to vượt mặt, ai cũng cảm thấy thương xót cho số phận của cậu bé đáng thương. Năm ngoái, Kobe, con bạn thân mình, được đưa đi bệnh viện Nhi Đồng 2 khám khi thấy con có những dấu hiệu bất thường như tay chân phù nề. Đặc biệt là chiếc bụng của con ngày càng phình to, đến nỗi nhìn nghiêng như một người đang có bầu. Bác sĩ chẩn đoán con bị suy thận nặng và cần phải chạy thận gấp. Bạn mình kể, cũng do dạ dột, từ nhỏ khi bước vào giai đoạn ăn dặm, cô Biên không chịu ăn. Mẹ chồng bạn bảo, nấu lạc lẽo thế, sao thằng bé ăn được. Thế là bà bắt chị nêm nếm, cho thêm muối và gia vị vào,
cho thằng nhỏ ăn như người lớn. Trộm vía, thằng nhỏ ăn thấy thương ghê, lại còn tăng cân thêm nữa. Thấy vậy, chị tiếp tục cho con ăn theo cách nấu nướng như người lớn. Đến khi con lớn một chút, ăn được cơm, bạn cho con ăn cùng thức ăn với cả nhà luôn. Bạn mình đi làm suốt, giao cu bin cho bà nội chăm. Bà chiều cháu lắm, con thích ăn món gì, bà cho ăn tất. Ngày nào cũng snack, xúc xích, uống nước ngọt có ga nữa. Dù không bằng lòng, nhưng bạn không dám cãi lại, vì ở nhà chồng không được quyền can thiệp cách nuôi dạy con. Đã nhiều lần, bạn tâm sự rất muốn dọn ra ngoài ở riêng để có cách dạy con theo ý mình. Nhưng mỗi lần đề cập, chồng và mẹ chồng lại giãi nảy. Gia đình tùm lum chuyện hết, nên bạn đành gác ý định này lại. Năm ngoái, Kobe có những biểu hiện bất thường như tay chân phù nề, bụng ngày càng to kinh khủng. Bạn đưa đi khám mới biết con bị suy thận nặng. Hai tin, bạn muốn ngã quỵ, nhưng vì con nên bạn buộc phải mạnh mẽ vượt qua. Giờ Kobe đã chạy thận gần một năm, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, gia sản đủ kiểu. Vợ chồng là bao nhiêu, gồm cho con chạy thận hết. Hôm trước, bạn nói với mình, bạn muốn chia sẻ câu chuyện này cho mọi người biết, để đừng mắc sai lầm giống bạn. Con đau bệnh, mẹ cũng chẳng sung sướng gì, thậm chí còn đau gấp trăm ngàn lần. Nhìn con như vậy, bạn chỉ muốn chết cho xong. Vậy những ai đang có con nhỏ, hãy nhớ, đừng bao giờ cho con ăn mặn nhất là giai đoạn ăn dặm. Tuyệt đối hạn chế cho con ăn những món như snack, xúc xích, cơm chiên, tôm chiên, gà rán, vì đó cũng là một trong những nguyên nhân gây suy thận. Theo các bác sĩ chuyên khoa, người lớn có thói quen ăn bao nhiêu đều nêm cho trẻ em ăn bấy nhiêu. Thậm chí nhiều người thường nêm quá tay khi chế biến thức ăn cho trẻ. Điều này về lâu dài sẽ khiến cơ thể của trẻ phải nạp vào một lượng muối quá lớn. Trong khi thận còn yếu, chức năng chưa hoàn thiện, dẫn đến tích nước, ứ lại và gây suy viêm. Khi muối quá nhiều trong cơ thể không chỉ gây ra gánh nặng cho thận, mà còn ảnh hưởng lớn đến nhịp đập của tim, khiến cho trẻ không thể phát triển bình thường khỏe mạnh. Hơn nữa, khi ăn nhiều muối sẽ làm cho trẻ luôn luôn bị khát, bé phải tiết nước bọt nhiều, dẫn đến suy giảm số lượng lysozyme tự nhiên trong miệng. Chức năng chính của lysozyme là diệt khuẩn. Khi bị thiếu, cũng đồng thời làm khả năng tiêu diệt vi khuẩn trong miệng, hạn chế chức năng bảo vệ cơ thể. Chống virus làm suy yếu sức đề kháng của bé, dẫn đến phát bệnh. Một trong những tác hại của việc ăn nhiều muối là làm thay đổi vĩnh viễn khẩu vị của trẻ, khiến cho trẻ mắc thói quen ăn mặn. Lâu dài cũng sẽ sinh ra các bệnh về thận. Trẻ sẽ mất cảm giác và cảm nhận hương vị, ăn không ngon, chức năng khẩu vị mất đi sự nhạy cảm. Theo ý kiến của bác sĩ, nếu cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng ăn muối thì hàm lượng muối không được vượt quá 0,5g mỗi ngày. Giai đoạn này vốn chỉ được phép cho trẻ bú mẹ hoặc uống sữa hoàn toàn. Nếu phải ăn dặm thì nên hạn chế ăn muối càng ít càng tốt, thậm chí không cần nêm muối. Lứa tuổi trẻ em được khuyến cáo tỷ lệ nêm muối cho bữa ăn không nên vượt quá 3g mỗi ngày. Người trưởng thành không nên ăn vượt quá 6g muối một ngày. Vào mùa hè, cơ thể đổ nhiều mồ hôi, bạn có thể ăn muối nhiều hơn một chút so với mùa đông. Các chuyên gia sức khỏe và dinh dưỡng khuyên rằng, trong thực phẩm, bản thân nó đã chứa các khoáng chất, bao gồm vị chua, cay, mặn ngọt, đắng tự nhiên. Nếu bạn ăn vả thức ăn không cần nêm muối là một thói quen tốt. Vì sức khỏe con em, thà cãi nhau với mẹ chồng, em nhất quyết không bao giờ nêm muối vào thức ăn khi con em còn quá nhỏ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính hay còn gọi là bột ngọt giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ,
làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra, với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng vì trong trứng có nhiều bọt và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.